Không có chuyện không có tiền học là chuyện bình thường. Một năm vất vả. Sao các bạn đã làm bài tập chưa? À, bài tập là tìm kiếm hậu Covid hả thầy? Đúng rồi, triệu chứng hậu COVID. À dạ rồi, nhóm em đã làm rồi. Ok, thì show lên cho các bạn xem đi, là chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cách đánh giá thông tin của bạn. Đây, bà nhắm bằng hoa bằng nào sao? Show lên. Dạ, tụi em có đại diện một người. Ok. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Rồi trong khi chờ nhóm bằng hòa thì có nhóm nào sẵn sàng chưa? Dạ rồi, để nhóm em. Ok.
Dạ, đây là đây là 20 cái đường link nói về triệu chứng của hậu COVID rồi. rồi. Rồi 20 đường link này, rồi em chọn những cái từ khóa nào? À, từ khóa quan là triệu chứng hậu COVID. Rồi em đánh giá trong 20 đường link này thì đường link những đường link nào là nó có tác dụng. Dạ, em đánh giá là từ 1 đến 5, tại vì nó chiến ơi tắt tắt đứt chiến ơi. Nghĩa là em chỉ chọn theo nguyên tắc là 5 cái đầu tiên thì coi như là 5 cái đầu tiên thì nó thì là ok nhất đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì nó là nguồn của thông tấn xã Việt Nam á, là những trang web báo uy tín như Đài Tiếng nói Việt Nam, VN Express hoặc là của mấy cái bệnh viện á thầy. Rồi vì vậy coi như là nó là uy tín đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để thầy đang search xem cái từ khóa. Ok. Vậy thì nhóm các bạn đã đồng ý phương án là cái nào là nghĩa là cái nào hiện ra đầu tiên là cái đó là ok nhất. Đúng vậy không? Dạ đúng, nhưng mà tụi em vẫn phải chọn lọc ra những thông tin nào mà chắc chắn nhất rồi. À, bây giờ em copy một cái đường link copy cái đường link đầu tiên của bọn bọn em lên đi. Copy đường link bỏ lên cái ô chat đi. Rồi bây giờ ok bây giờ thầy cùng nhau phân tích nè. Dạ, cái đường link đầu tiên em lấy là của bên Bộ Y tế đúng không? Đây cha. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nè. Và bây giờ thầy sẽ chiếu cái màn hình đó lên trên cái file này ha. Giờ thầy tắt tạm thời tắt màn hình của em nha. Rồi, các bạn thấy trên màn hình rồi đúng không? Các bạn thấy trên màn hình rồi đúng không các bạn ơi? Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ đầu tiên hết để đánh giá một thông tin khi các bạn tìm được website thì chúng ta chú ý cái gì? Cái này là cái gì? Cái đó là cái gì nào? Cái địa chỉ đúng không?
đúng chưa nào? Vậy thì cái địa chỉ đó nó có đặc điểm gì? MOH đúng không? .gov.vn đúng chưa? Là Bộ Thông tin Bộ Y tế, Ministry of the Health đó. .vn thì sao nào? Nó có đặc điểm gì? Nó có đặc tính gì? .vn, .gov nè, .gov.vn đây là một website của gì nào, của chính phủ, được chưa nào? Cho nên thông tin đưa thì có thể là sao? Mức độ chính xác là tương đối gì? Khi chúng ta xét tới các vấn đề hôm trước chúng ta đã học rồi, đúng không? Thuộc tính của thông tin nó có bốn thuộc tính, đúng không? Thuộc tính đó là chất lượng và mức độ đáng tin cậy. Vậy thì khi chúng ta nói tới website Bộ Y tế thì sao? Thì sao? Thì nó đạt thì nó có đáng tin cậy không thưa các bạn? Dạ có. Rồi. Giờ làm sao để đánh giá được mức độ chính xác? Thì đó, thì khi các bạn xem vào một website, nghĩa là khi các bạn tìm một thông tin trên một website, thì cái thông tin đầu tiên đó đó là chỉ địa chỉ website, thì nó giúp cho các bạn biết rằng à đây là thông tin của chính phủ, cho nên mức độ tin cậy nó là sao, nó là đáng tin cậy. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào một cái bài, thấy trên website nó có quảng cáo không? Không. À không, còn nó có quảng cáo thì sao? À, nó không có tin cậy. À, nếu không có quảng cáo hoặc là có quá không có quảng cáo thì có nghĩa là website này không sống, đúng không? Không sống ở đây nó là không kiếm tiền từ gì? Không kiếm tiền từ quảng cáo, được chưa? Cho nên mức độ tin cậy nó sẽ ok hơn. Còn một website mà nó có quá nhiều cái banner quảng cáo thì các bạn phải cẩn trọng lại. Rồi để đánh giá một cái bài viết nữa, để đánh giá mức độ chính xác thì chúng ta phải đi vào nội dung bài viết, được chưa? Bài viết này có tựa đề đúng không? Tác giả là ai? Tác giả là ai? À, tác giả là cái chích nguồn đó hả thầy? Chích À, nguồn từ sức khỏe lao động. À, chích nguồn khỏe sức đời khỏe sống. nghĩa là lấy nguồn từ gì? Từ sức khỏe, từ trang web sức khỏe đời sống.vn. Đúng không? Lấy nguồn từ một website khác, vậy thì sao? Một cái nội dung dẫn nguồn từ một nội dung khác thì sao? Thì sao? Mức độ chính xác là bao nhiêu như thế nào? Khá là cao. Khá là cao, không chắc nha. Cho nên khi đi vào một bài viết, đầu tiên hết thì chúng ta phải xem tác giả của bài viết này là ai, người ta có chuyên gia hay không, người ta có chuyên môn hay hay không, được không? Được chưa? Nếu chuyên môn của bài viết này là một sao nào, chuyên môn bài viết này là một bác sĩ chuyên ngành chẳng hạn như bác sĩ Trương Hữu Khanh thì sao? Ổn không? Nếu bài viết là một bác sĩ chuyên ngành về 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 vi sinh chẳng hạn như vậy, về 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 lâm sàng đó, thì được không? Hay là thầy viết thì ok hơn? Bài của thầy viết hay là bài của bác sĩ viết về vấn đề y tế thì ai ai sẽ ok hơn? Bác sĩ hơn. Chắc chắn là bác sĩ sẽ phải phải tốt hơn, đúng không? Là mức độ nó sẽ chính xác và đáng tin cậy nó sẽ tốt hơn. Nhưng ở đây chúng ta thấy là gì, trong nội dung bài viết có đề cập tới gì, có đề cập bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng nè, đúng không? Có đề cập tới sao nào, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nè, có đề cập tới Trương Hữu Khanh nè đó.
nhưng mà không nêu rõ ra tên tác giả mà đi dẫn nguồn từ một cái website khác đó, Sức khỏe và đời sống, như vậy thì sao? Thì chúng ta phải kiểm tra lại xem cái chúng ta phải kiểm tra cái bài gốc ở đâu. Bài gốc ở đâu? Bài gốc của Ở cái cái sức web khỏe và này. đời sống, đúng không? Tại vì ở đây thực ra là người ta dẫn lại, dẫn nguồn lại từ một người khác thì sao nào? Thì mức độ đáng tin cậy hay mức độ chính xác thì sao? Nó đã bắt đầu có thể đã thấy thay đổi. Tại sao nào? Tại sao? Tại sao? Tam sao thất bản. Khi một người khác, nghĩa là thông tin các bạn đang đọc là thông tin thứ cấp, đúng không? Mà chẳng hạn như thông tin đó bạn không phải do bạn viết ra, mà thông tin bạn lấy của người khác vào, thì khi lấy vào thì cái nó, tí xíu nữa chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề về truyền thông. Thì cái quan điểm, cái suy nghĩ, cái ý tưởng, đúng không? Cái mục đích của các bạn nó khác với cái người viết ban đầu thì sao nào? Thì nội dung bài viết có thể làm sao? Nó cũng đã khác so với cái gì? So với cái gốc bản ban đầu. Được chưa nào? Đó. Thì cho nên các bạn sẽ nói là gì? Để đánh giá cái mức độ chính xác, mức độ đáng tin cậy, đúng không? Thì ngoài cái website ra thì chúng ta phải biết được cái tác giả của bài viết đó là ai, đúng không? À, là một người có chuyên môn sâu vào mặt y tế thì sao? Chuyên môn sâu và đúng lĩnh vực ngành nghề của họ thì sao? Thì nghĩa là mức độ đáng tin cậy nó làm sao? Ok. Nhưng một người mà chẳng hạn như là các bạn không thấy, không biết được tác giả đó là ai, đúng không? Và các bạn cũng, hoặc là cái tác giả đó nó không có đi sâu vào cái chuyên môn đó, thì các bạn phải xem lại cái mức độ đáng tin cậy nó có ok hay không, được chưa nào? Rồi tính kịp thời thì sao? Muốn đánh giá tính kịp thời thì sao nào? À, tính kịp thời chúng ta xem vào cái mức thời gian 21 tháng 1, được không? À, nghĩa là nó cũng mới gần đây thôi. Như vậy thì sao nào? Là sử dụng được, đúng không? Là sử dụng được. Còn nếu bây giờ viết từ 2019 thì sao? Được Thì hay không? không sử dụng được. À, viết từ 2019 thì sẽ là không sử dụng được. Rồi gì nữa? Đầy đủ. Đầy đủ có nghĩa là sao? Đầy đủ có nghĩa là sao? Nghĩa là bài viết đó nó có nêu đề cập tới tất cả các khía cạnh của vấn đề hay hay không. Vậy thì theo nhóm các bạn, theo nhóm của bạn 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 Hòa đó, thì bài viết này có đề cập tới tất cả các khía cạnh của vấn đề hậu covid không? Có. Dạ có. Rồi. Giờ khi bạn tìm về triệu chứng thì nó sẽ có những gì? Những triệu chứng là bị sốt, đau người, mất khứu giác. Đó với là tổng hợp được triệu chứng đó và triệu chứng. À, triệu triệu chứng chứng sau hậu Covid. À không, cái đó là lúc bệnh. Xin lỗi thầy, em nhầm. À dạ không. có đề cập, nhưng bài viết này có đề cập đến triệu chứng hậu COVID, nhưng nó không phải là một bài viết về chuyên môn y tế, được chưa? À, ví dụ như là theo bác sĩ Nguyễn Y Hoàng nè, thầy các chỗ thầy tôi đậm á, thì sao? Sức khỏe giảm sút nè, leo cầu thang mệt mỏi nè, rồi cho biết nè,
F0 có thể triệu chứng nè như bồn chồn, lo lắng, dễ xúc động, khó ngủ nè, thiếu máu lên não, nặng đầu nè, choáng váng như trên mây nè, rồi kém tập trung, nhớ nhớ quên quên nè, đúng không? Rồi bị hồi hộp, đánh chống ngực từng cơn nè, đó đó là triệu chứng này cha. Rồi có đề cập tới nguyên nhân này cha, có nguyên nhân đó, thì bác sĩ Hoàng là cho bác sĩ Nguyễn Trung cấp, rồi có thể là do phản ứng miễn dịch, tình trạng viêm, rồi chống đông máu, tắc mạch máu gì đó, thì nói chung là do đó là các nguyên nhân đúng không? Rồi cũng đề cập tới gì, đề cập tới gì, đề cập tới gì, cách xử lý. Như vậy về cơ bản bài viết này sao nào, mặc dù viết không theo chuẩn của một bài báo khoa học, nhưng sao, nhưng sao là đầy đủ thông tin. mà nhưng thông tin là cung cấp đã là đấy đầy đủ đúng chưa, được không? Rồi rồi yếu tố cuối cùng có liên quan, có liên quan không? Dạ có. À, nó có đề cập đến, tôi nghĩ là toàn bộ bài viết này nó đề cập đến đúng cái chữ gì, cái từ khóa mà chúng ta đang đang cần tìm đúng không, cái chủ đề mà chúng ta đang cần tìm, thì có nghĩa là sao, nó có liên quan. Rồi bây giờ đi xem một bài, xem cái bài gốc của nó nè. Đây là bài gốc nè. Sức khỏe và đời sống.vn. Đuôi.vn có nghĩa là sao? Đuôi.vn có nghĩa là sao? Ai biết không? Đuôi.vn có nghĩa là sao? Tên miền Tên quốc miền gia. quốc gia. À, tên miền quốc gia. Vậy thì ai có thể, tên miền quốc gia này thì ai cũng có thể lấy được, này cha. Tuy nhiên đây là sức khỏe và đời sống, thì đây là một cái cơ quan khác của Bộ Y tế, được chưa? Và nó cũng nằm trong cái danh sách 12 cái website mà có thể xem được. Rồi tác giả bài viết này là ai? Là ai? Bỏ thu này. Bỏ Thu thôi, nhưng mà ghi thôi. Võ Thu ghi có nghĩa là sao? Tác giả là Võ Thu nhưng người ta chỉ cái ghi chép lại thôi, đúng không? Ghi chép lại có thể qua các cái gì? Qua các cái bài phỏng vấn, qua các cái phỏng vấn bằng điện thoại, hay là tới phỏng vấn, hay là nhờ các cái bác sĩ mà có đề cập ở đây, đúng không? Đưa được thông tin. Như vậy thì sao? Như vậy thì sao? Như vậy thì sao? Như vậy mức độ chính xác thì sao? Thì đó, như như là mức độ chính xác thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái người ghi chép, được chưa? Nếu người ta ghi chính xác thì sao, nó sẽ chính xác, mà người ta hơi ghi không chính xác thì sao, thì nó sẽ không chính xác. Ok, hoặc là người ta có ý đồ nào khác thì sao, thì nó sẽ không chính xác. Cho nên bài viết này kiểu như thế này thì có thể sử dụng được, đúng không? Khi các bạn
là một vấn đề ABC nào đó, nhưng mà khi đề cập tới các cái khía cạnh có liên quan, viết các báo cáo mang tính chất khoa học thì bài viết này không sử dụng được ha. Đó, thì đó là các cách mà chúng ta sẽ phân tích đánh giá các thông tin mà chúng ta xài được. Hơn nữa trên bài viết này thì sao? Hơn nữa trên cái website này thì sao nào? Thì sao? Thì sao? Có nhiều quảng Có nhiều cáo. quảng cáo. Có nhiều quảng cáo. Rồi. Vậy thì các bạn đã hình dung được cách đánh giá về 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 thông tin chưa? Tìm dễ hay khó? Tìm dễ khó? Rồi cũng tương tự, đây một bài viết khác. Nếu trong bài viết này thì sao? Bài viết này thì sao? Đó thì người ta, các bạn sẽ thấy một bài viết chuyên có một chuyên gia viết thì họ phải để tên gì, họ để tên gì, chuyên gia đúng không, họ để tên chuyên gia, đây là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Win Hình Trần, được chưa? Bác sĩ này nổi tiếng không? Dạ chắc có. Thì nói chung đã đi làm bác sĩ ở, đã đi du học, đã làm bác sĩ được ở Mỹ thì sao nào? Thì sao? Thì sao nào? Thì không không phải vừa đúng không? Đó chỉ vậy thôi, thì cứ là một cái người đã có uy tín đúng không? Thì sao? Khi viết bài thì sao nào? Mức độ chính xác đúng không? Mức độ tin cậy nó sẽ sao nào? Nó sẽ tốt hơn những người khác. Được chưa? Cho nên khi ở, cho nên sau này các bạn chú ý, nó sẽ có một cái mô hình người ta gọi là mô hình ASE, có nghĩa là gì? A có nghĩa là gì? Đây thầy cũng chưa đi phân tích sâu. A có nghĩa là phân tích, nghĩa là phân tích những cái, phân tích ra những, nghĩa là khi cho các bạn một cái chủ đề thì các bạn phải phân tích được mình cần cái gì đúng không, phân tích ra mình tìm cần cái gì để xác định được các từ từ khóa. Ở đây bài chưa tương đối dễ là gì nào, cho các bạn hẳn luôn cái từ khóa đó là triệu chứng hậu Covid đúng không, cho nên nó dễ.
Còn chẳng hạn bây giờ chỉ đơn giản bác sĩ yêu cầu các bạn là gì? Hãy tìm thông tin cho tôi về cái về 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 hậu Covid chẳng hạn như vậy, về các thông tin hậu Covid thì các bạn phải phân tích ra. Vậy thì hậu Covid nó sẽ có những gì? À, nó sẽ có phải tìm hiểu triệu chứng nè, sẽ có nguyên nhân nè, cách điều trị nè, các loại thuốc có thể hỗ trợ nè, đúng không? Các cái phương pháp thể dục gì đó có thể nâng cao sức khỏe của người nâng cao sức khỏe của người người bị Covid chẳng hạn như vậy. Đó thì bạn phân tích nó ra. Thì cái bước đầu tiên hết thì thông thường đó rồi chúng ta sẽ phân tích. Mà cha sau đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm search, đúng không? Search là tìm kiếm trẻ đó. Muốn tìm kiếm thì Google tìm kiếm bằng từ gì? Từ khóa. Các cái file thì gửi cho các bạn thì các bạn xem hết chưa? Có cái file hướng dẫn tìm kiếm á. Có phải hướng dẫn tìm kiếm bạn đã tìm chưa? Đặt hết chưa? Đó, tìm tìm Google thì kiếm bằng từ khóa. Thì có rất nhiều cái thuật tìm kiếm khác nhau, về Google hầu hết là sử dụng thuật toán để tìm kiếm. Cho nên nếu các bạn rành về toán tử thì sao? Thì tìm kiếm về cơ bản thì có thể khẳng định rằng là 90% các bạn có thể tìm được trên Google, hoặc là các bạn có thể tìm được trên các cơ sở dữ liệu khác, đúng không? Y học khác. Mà trong cái file tài liệu các của thầy cũng đã gửi cho các bạn rồi đó. Rồi và sau cùng, sau khi tìm kiếm xong thì cái bước khó khăn nhất đó là bước đánh giá, evaluate. Đánh giá các thông tin các bạn tìm được, đánh giá đảm bảo rằng thông tin đó nó có gì? Nó có giá trị, có nghĩa là nó phải có chất lượng, nó phải có đảm bảo mức độ chính chính xác, đúng không? Nó đáng tin cậy, nó có kịp thời, đúng không? Nó đề cập đầy đủ tất tất cả các khía cạnh của vấn vấn đề, mọi mặt của vấn đề này cha. Và làm sao, và làm sao nào, và làm sao, và nó có liên quan. Đây, tại sao thầy nó yêu cầu các bạn là phải tìm tới mọi khía cạnh của một vấn đề? Đây, giờ cho các bạn xem nè. Rồi, chờ tí xíu nha. Rồi, chiếu lại. Thấy được màn hình chưa các bạn ơi? Dạ rồi thầy. Đấy, cái cô mặc áo màu đỏ ngồi phía bên tay phải của các bạn ạ.
Thế cô ở màu đỏ đang làm gì? Giờ làm việc gì? Ăn Ăn mít, ăn quýt gì đó, ăn nói quýt chung hay ăn ăn quýt quýt, hay gì ăn nói chung là vừa họp ăn đúng không? Rồi ok, đúng. rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Sau đó chuyện gì xảy ra? Tiếp phốt lên nè. À, bị bót lên màn như ở khía cạnh là gì? Khía cạnh của người viết đúng không? Cho rằng là gì? Cho rằng gì? Đi họp còn tranh thủ ăn uống, bảo sao không ăn đất ăn nhà ăn tiền hối lộ cho được, thấy chưa? Đi họp để giải quyết công việc vì dân vì nước hay đi họp để tranh thủ ăn uống đó, thấy chưa? Và tới bao nhiêu? 924 đúng không? Ừ, những người like comment tính kính thưa các kiểu đúng không? Rồi bài viết tiêu chuẩn nè, rồi thấy sao? Thấy sao ạ? Em thấy hợp lý thì Hợp lý không? Ừ. Ok. Đó là quan điểm của mỗi người. Rồi thầy xíu tiếp cái khác ha. Rồi, ở cũng thông tin này nhưng ở một khía cạnh khác. À, thấy chưa? Chủ đề cuộc họp này là gì? Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt báo chí đầu năm 2019. Được chưa? Rồi trên bàn của mỗi thành viên tham dự có gì? Cái cây À, có trái cây. Vậy cuộc họp này được phép ăn không? được Giao lưu gặp gỡ thôi, chuyện người ta bày đồ chứ, giống như là buổi gọi là buổi buffet, buổi gặp mặt nho nhỏ thôi. Nếu mà gặp mặt đầu năm giống như là để dĩa hột dưa, hay là giống như đầu năm đi, giống như các bạn vừa mới ăn Tết xong đúng không, thì vô vô trong đi đi vô đi làm thì sao, lãnh đạo người ta sao tổ chức họp để làm gì, khai trương được tặng bao lì xì, rồi có ăn đúng không, thì có chụp hình không đó, ví dụ vậy. Thì tính chất của cuộc họp này nó chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ thôi, thì chung là cho nên sao các bạn, thì nó có quá nghiêm trọng so với những gì mà trên trên mạng được không, trên Facebook được không? giống như nếu nếu cái người Facebook mà người ta gọi là có ý tốt người ta đăng á, thì người ta sẽ thể thể đăng cái hình ảnh như thầy gửi cho tụi em hiện tại á là nó có đầy đủ. Còn giống như mà em nghĩ cái bài hồi nãy thì người ta chỉ khoanh dùng cái cô này đang ăn thôi, thì làm cho cái người đọc người ta hiểu nhầm là đang trong một cái cuộc họp.
gọi là mang tính chất gọi là chính trị chẳng hạn, À, mà trường học nghiêm làm túc như đúng vậy không? thì thiếu thiếu Có dạ đúng rồi, thiếu tôn đúng trọng người không? xem hoặc là các người khác trong buổi họp thì nó mang ý nghĩa khác. Thì chính xác là vậy, cho nên cái đó người ta gọi là gì, thông tin đúng không, mà chính xác hơn nữa đó người ta gọi là gì, truyền thông. Truyền thông, vậy truyền thông theo bạn là gì? Truyền thông theo bạn là gì? Ừ, đó đó là nội dung bài học ngày hôm nay. Truyền thông là gì? Rồi, khái niệm truyền thông ở trên màn hình của bạn. Truyền thông là việc chia sẻ thông tin giữa hai hoặc nhiều cá nhân hoặc nhóm để đạt được một sự hiểu biết chung nào đó thì được gọi là truyền truyền thông. Người cha. Truyền thông trong doanh nghiệp hay trong tổ chức đó là hoạt động truyền đạt thông tin từ nhà quản trị đến toàn bộ tổ chức theo chiều dọc và chiều ngang và ngược lại. Đó, thì cái này chúng ta sẽ đề cập sau. Thì các bạn thấy truyền thông nó chỉ đơn giản là chia sẻ một sự hiểu biết chung đúng không, giữa cá nhân này hoặc cá nhân khác, giữa nhóm cá nhân với một nhóm hoặc giữa nhóm này với nhóm khác đã đạt được một sự hiểu biết chung nào đó thì gọi là truyền thông. Được chưa? Rồi cái vấn đề các bạn đang coi vừa nãy chúng ta vừa trình bày xong thì đó, có nó cho các bạn xem xong thì nó cũng liên quan tới vấn đề về thông tin, vấn đề về truyền thông đó. Cho nên khi một thông tin người ta đưa ra đúng không, đó, và họ sử dụng các cái kênh, các cái phương tiện để truyền tải tới tới người khác, tới người nghe, người xem, đó là các bạn, ví dụ vậy, người đọc đó là các bạn, thì sao nào, thì nó sẽ giúp các bạn hiểu biết theo một cái khía cạnh nào nào đó đúng không. Tuy nhiên giống như là nếu xem một ở một cái trên Facebook á thì bạn sẽ thấy là à bạn hiểu như vậy là gọi là nhục quốc thể đúng không, nhưng ở một khía cạnh khác thì bạn thấy đó là chuyện bình thường vì đó là các vấn đề của truyền đạt một thông tin đi, cái đó người ta gọi là bị nhiễu. Cho nên trong truyền thông thì chú ý cái sơ đồ quan trọng, cái này người ta gọi là sơ đồ chuyển truyền thông. Rồi nhìn vào sơ đồ này các bạn sẽ thấy vấn đề gì ở đây. Người gửi, đây người gửi, sender đó, người gửi ở đây có thể là sao nào, họ muốn truyền tải một cái thông điệp nào đó, purpose, nghĩa là họ có một mục đích, họ muốn truyền tải một thông điệp nào đó, message đây. Thì sao, họ sẽ tiến hành, họ đều có mục đích cả, và họ sẽ thành mã hóa encoding, là họ mã hóa thông điệp này đúng không, thành một cái thông điệp, rồi họ sử dụng các cái kênh truyền thông để họ chuyển cái thông điệp này tới người người nhận, và người nhận để nhận được thông điệp này thì thông thường họ sẽ phải giải mã để họ hiểu được thông điệp của người nhận, của người gửi. Nếu họ hiểu hoặc họ không hiểu thì thông thường họ sẽ sao, họ sẽ tiến hành phản hồi, giống như khi thầy giảng bài xong tôi hỏi các bạn hiểu không, các bạn ok không, thì đó là thầy đang yêu cầu thông tin phản hồi. Nếu các bạn trả lời là gì, là ok thì sao, các bạn đã hiểu, thì có nghĩa là sao nào, thì có nghĩa là thông điệp của thầy đã sao, đã được các bạn nhận một cách chính chính xác. Được chưa? Thông tin của thầy muốn chuyển đi cho các bạn đã được nhận đúng không, đã được nắm một cách rõ ràng và chính xác. Nhưng trong quá trình truyền thông này sao nào, nó sẽ có các yếu tố gây nhiễu, noise, được chưa? Nhiễu bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng ta có hai yếu tố, số 1 người gửi, yếu tố số 2 người nhận, đó là gì? Đó là con người, được chưa? Đây là con người thì kỹ năng khác nhau,
thái độ khác nhau, kiến thức và hệ thống văn hóa xã hội khác nhau thì sao? Thì sao nào? Thì cái nào? Cái cách thức mã hóa đúng không? Hay là cái gì? Cách thức giải mã nó sẽ khác nhau. Ví dụ như thầy có thái độ không tốt, giống như là nó xin lỗi các bạn có thể sợt ra đúng không? Thì cái phóng viên Võ Trần Phương Thảo là người hiện nay người ta không sao nào được gọi là người ta không thích chính quyền, người ta không thích cái chế độ đương đại đó, cho nên họ có thái độ hoàn toàn nó sao nào, nó xin lỗi là họ không có hài lòng về về cái chế độ hiện tại, cho nên bất kỳ một cái hoạt động nào đó thì sao họ đã có thể cho rằng là sao nào, à nó sao nào, nó không tốt thế thôi, được chưa? Và thậm chí có thể là người nhận đúng không, người nhận có thể là các bạn, có thể là thầy đúng không, có thể là những người khác, họ cũng sao nào, họ cũng sao, cũng có những đánh giá, cũng có những hiểu biết không 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 tốt về cái vấn các vấn đề xã hội hay các vấn đề chính trị của Việt Nam hiện nay, đó là vậy. Nếu mà các vấn đề nói chung liên quan tới chính trị xã hội Việt Nam hiện nay thì có nhưng mà đều có những cái vấn đề nó đó, cho nên họ sẽ thấy sao nào, nhìn vào một cái vấn đề, nhìn vào sự việc hiện nay thấy sao nó tiêu cực nhiều hơn là tích cực, cho nên khi một cái thông tin đẹp nào đó đưa ra thì sao họ thông thường họ sẽ có khuynh hướng họ sẽ đánh giá ở sao nào, dù thái độ bằng tiêu cực thì bạn sẽ nhìn vấn đề nó khía cạnh gì, tiêu cực, thái độ bằng tích cực thì nó đánh giá ở thái độ tích cực đó. Rồi một yếu tố bên có đề cập đó là kỹ năng, giống như là bạn viết rất hay đúng không, bạn nói rất tốt, bạn viết rất hay, bạn nói rất tốt, nhưng sao nào, nhưng sao bạn viết rất tốt nhưng sao, nhưng cái người nhận á, bạn là người gửi, bạn muốn truyền đải một thông điệp cho bệnh nhân của các bạn, bạn là người nói rất tốt, nói rất chuẩn, nhưng cái người nhận thông điệp của bạn là họ người là một người người dân bình thường thôi, có thể là một người dân quê nào đó, họ không học hết lớp lớp lớp, có thể không đi học, thì bạn dùng văn hay chữ tốt thì sao, họ có thể hiểu hết ý của bạn không, hay là sau này bạn học xong bạn nắm rất rõ về thuật ngữ y khoa, thuật ngữ dược khoa, bạn nói chuyện với bệnh nhân bạn xài toàn thuật ngữ y khoa dược khoa đúng không, thì cái đó đánh giá là cái kỹ năng của các bạn nó tốt. Nhưng ngược lại, người một người 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 nhà bệnh nhân đúng không, là một người chưa học hết cấp 1 thì nó ví dụ như vậy, thì họ có thể hiểu hết thông điệp của các bạn không, vậy theo các bạn là tại sao bác sĩ Trương Hữu Khanh là nổi tiếng được nhiều người ưa thích, bác sĩ Trương Hữu Khanh đó. Yeah. Những cái thông tin mà bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra nó cũng không có cái gì gọi là mới, hoặc là nó có cái gì gọi là mới lạ, hoặc là nó có không phải là một cái phát kiến gì mới so với những người khác, nhưng tại sao khi bác sĩ Trương Hữu Khanh phát biểu hay là đưa lên Facebook hay là tư vấn cho người nhà bệnh nhân thì họ cảm thấy rất là ok, rất là hoan hỷ đã nhận, tại sao biết không, trai biết được không, Truyền đạt thông tin dễ hiểu là à bác sĩ Chu Khanh sử dụng những cái từ ngữ đúng không, sử dụng cách truyền đạt nó rất là sao, nó rất là bình dân dễ hiểu, cho nên khi bác sĩ Trương Khanh người ta sử dụng những cái đó, họ sử dụng cái từ bình dân dễ hiểu thì cho cái đối tượng người nghe là sao, là những người dân bình thường thì họ sẽ hiểu được ngay đúng không, không cần phải những từ đao to búa lớn to tát gì cả đó, thì đó nó nằm ở vấn đề về kỹ năng của người sao, của người truyền đạt, được chưa?
đó nếu cho nên sau này các bạn sẽ ý là nếu các bạn sử dụng thuật ngữ y khoa, thuật ngữ dược khoa bạn nói thì đôi khi bệnh nhân người ta chả hiểu đâu, được chưa? Đó hoặc có thể bạn nói hồi người ta họ là hiểu theo kiểu khác nữa, cho nên người viết phải có kỹ năng viết đúng không? Mà khi các bạn đặt bút viết người nói thì phải có kỹ năng nói, khi bạn nói thì bạn phải nhắm tới cái gì, nhắm tới cái gì, đối tượng đúng không, ai là người sao nào sẽ tiếp nhận cái thông điệp đúng không, tiếp nhận thông tin của các bạn. À, nếu bạn biết cách sử dụng từ ngữ nó phù hợp thì sao, thì bạn sẽ hạn chế được vấn đề về về nhiễu, được chưa? Đó rồi kiến thức khác nhau, bạn được học cho nên là kiến thức bạn sao nào nhiều hơn so với những người không được học. Khi bạn sử dụng kiến thức của mình ra bạn nói chuyện thì sao? Thì có những người người ta không nắm được cái vấn đề đó thì họ sẽ không hiểu được bạn đang nói cái gì cả, này chưa? Cho nên yếu tố gây nhiễu đầu tiên ở đây đó là gì? Đó là yếu tố con con người. Và yếu tố này là yếu tố sao? Yếu tố sao nào? Nghiêm nghiêm trọng nhất, khó sửa lỗi nhất. Được chưa nào? Rồi nó phụ thuộc hệ thống văn hóa xã hội, ví dụ người miền Bắc, người miền Trung, người miền Nam, đúng không? Nó đều có những đặc tính khác nhau cả. Ví dụ như là người miền Bắc thường là sở lợi, nhưng sao nào? Nhưng sao? Đây không phải nói xấu vùng miền, nhưng người miền Bắc thường là sở lợi, nhưng sao? Sở lợi nhưng thường sẽ không thật lòng lắm, này cha. Nói thẳng là vậy. Và người miền Nam thì sao nào? Thì thật thà hơn. Cho nên chẳng hạn như vậy thì bây giờ tại vì chỉ đơn giản là vì người miền Bắc như người Hà Nội chẳng hạn như vậy, họ sống ở kinh đô, họ sống ở thủ đô, cho nên là sao, cái nơi mà phải cạnh tranh rất là quyết liệt ở rất nhiều khía cạnh khác nhau, cho nên sao nào nó dần hình thành nên những cái tính cách, những cái đặc tính, nói chung là nó tương đối là nó xin lỗi là nó nói sao ta, khi làm việc người miền Bắc thì thường họ sẽ nói nhiều đúng không, thân là nó thẳng là vậy. Như vậy thì sao nào, ví dụ như khi bạn đã hiểu cái vấn đề đó, khi bạn trao đổi với một cái người miền Bắc thì sao, thì sao nào? Giống như thầy khi nói chuyện người miền Bắc thì thầy cũng không bao giờ sao nào đi thẳng ngay vào vấn đề, họ lòng vòng thì mình cũng sẽ phải lòng vòng, được chưa? Mình cũng phải lường trước ngó sau, nói chung là sẽ phải cân đối rất nhiều thứ. Như vậy thì khi bạn đã cái văn hóa đúng không, nó khác nhau thì sao, hoặc là khi bạn hiểu giống như là thôi nói một chuyện khác cho nó đơn giản thôi, giờ bạn quen năm bảy anh bạn trai rồi đúng không, nghĩa là yêu anh này xong rồi bỏ, rồi yêu anh khác bỏ, đúng chưa? Nói chung là quen nhiều người rồi yêu xong rồi bỏ chia tay, nói chung là nhiều bận rồi. Rồi bạn đưa ra một cái định kiến rằng là thằng đàn ông nào cũng như thế. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ một anh chàng nào đó người ta quan tâm tới bạn thì bạn sẽ làm gì? Người ta có những hành động đúng không? Người ta có những lời nói, người ta có những cử chỉ, người ta quan tâm tới bạn thì bạn sẽ làm gì? Bạn tin ngay hay không tin? Tin ngay hay không tin? Không tin, Tại sao không nói chung theo theo quan điểm của em á thì khi mà người ta câu được con cá thì sẽ không ai cho nó ăn nữa. thì đó thì ok, bà nói là đã câu được cá thì sẽ không cho ai nó ăn nữa đúng không, thì chính vì vậy cho nên sao bạn không tin vào cái gì, nghĩa là bạn đã có kinh nghiệm đúng không? Bạn đã có những cái định kiến như vậy rồi thì sao, khi bạn tiếp xúc với một ai đó đúng không, thì thường bạn sẽ đặt ra những cái gì, bạn không tin tưởng cho nên bạn sẽ đặt ra những cái rào cản, đặt ra những cái gì rào cản đúng chưa? Mà chính những rào cản đó thì sao, nó sẽ ngăn trở cái việc gì, ngăn sở việc gì, giao tiếp đúng không, ngăn sở việc chuyển truyền thông. Là Chiến nói gì Chiến ơi?
Dạ không, dạ không. Ok. Là được chưa? Rồi cái nhiễu tiếp theo nó phụ thuộc vào việc các bạn lựa chọn cái việc các bạn mã hóa cái thông điệp. Đã mã hóa ở đây có thể là gì? Có thể là bằng cách nói, đúng không? Giống như thầy đang nói chuyện với các bạn, đó là mã hóa cái thông điệp của thầy bằng lời nói, có thể là viết, có thể là vẽ, đúng không? Có thể phức tạp hơn đó là sử dụng hình ảnh, âm thanh, đúng không? Hoặc có thể sử dụng các cái biểu tượng. Ví dụ cái này có nghĩa là gì? Biểu tượng này thường nghĩa là gì? Này có nghĩa là gì? Là chào. Ok. Đó, chào. Đúng không? Đúng không? Rồi xin lỗi, cái này là gì? Bỏ tay. Ừ. Nhưng mà đối với người Việt Nam, à các bạn chiến cho là bó tay, nhưng mà đối với làm sao? Đối với người Anh mà khi người ta trúng số là người ta chỉ hai lên trời rồi. Đó là biểu tượng may mắn. Được chưa? Cho nên ở đây nó cũng liên quan tới vấn đề về gì? À, ở một quốc gia, một dân tộc thì sao? Thì sao? Thì sao nào? Cũng là cái biểu tượng đó nhưng ý nghĩa nó cũng sẽ khác nhau. Đó, ví dụ như khi các bạn xem những cái quảng cáo của nước ngoài, bạn có thể cho rằng nó là gì? Nó vô duyên, đúng không? Nó không phù hợp văn hóa của Việt Nam. Thì cái đó cũng được gọi là gì? Bạn đang lựa chọn cách mã hóa nó không chính xác. Được chưa? Ví dụ như rồi. Yếu tố là yếu tố thứ hai. Và yếu tố số 3 đó là việc bạn lựa chọn cái kênh nó không phù hợp. Việc lựa chọn một cái kênh để các bạn truyền thông thì nó phụ thuộc vào bản chất của thông điệp, mục đích mà bạn muốn truyền tải thông điệp đó, đúng không? Để làm gì? Đối tượng tiếp nhận thông điệp là ai? Thời gian, không gian, sự phức tạp, vấn đề và tình huống, có nghĩa là sao? Rồi cho xem cái này. Rồi cho xem một ví dụ khác. Và việc lựa chọn thông điệp. Rồi nhớ cảnh này không? Đọc cái chữ nhỏ nhỏ dưới được không? Đó là cách truyền tải thông điệp của Vinasun, đúng không? Taxi đến người tiêu dùng khi họ cho rằng là họ bị cạnh tranh bất công, họ bị bất công trong cuộc cạnh tranh với xe công nghệ đó, xe Grab đó. Đó là cách thức họ tiến hành truyền tải cái thông điệp, đúng không? Bằng cách là dán cái sao? Họ sẽ dán cái băng rôn, đúng không? Dán một cái, đúng rồi, dán cái băng rôn sau cái đuôi của các chiếc xe. Đây là một cái
đây là một cái gì, một cái kênh truyền thông của họ. Vậy theo các bạn, cách truyền thông này ổn không? Sự việc đã xảy ra rồi, vậy theo các bạn, cách truyền thông này nó đã có, nó có giúp các bạn làm thay đổi quyết định không? Dạ không. Tại sao? Lúc đầu nó dán vậy là nó sẽ tạo hiệu ứng cho mọi người, nhưng mà càng về sau thì nó không được như mong muốn thầy. Thì nên nó sẽ vậy. Không hiệu quả. Chính xác là vậy. Rồi chúng ta cùng phân tích thôi, tại sao cái kênh này, tại sao cái lựa chọn cái kênh truyền thông như thế này thì nó sẽ là nó không đạt các vấn đề. Ở khía cạnh đầu tiên đó là gì nè, bây giờ quay trở lại bài ha. Đó. Là chúng ta còn phân tích thôi cho nó dễ. Rồi để đánh giá một cái kênh truyền thông thì nó phụ thuộc vào mục đích của thông điệp, đúng không? Mục đích của thông điệp này là gì? Là muốn nói rằng, đúng không? Thông điệp của Vinasun muốn nói, muốn để, muốn cái đối tượng tiếp nhận thông điệp này đó là người tiêu dùng, đó là các bạn đó. Đó là người hay kêu xe đi đó, người chưa? Đi ăn đám cưới, đi ra sân bay, đi ra ga tàu, đi với số lượng đông người đó. Đó là người, đó là các bạn. Họ muốn, và người truyền tải đây đó là gì? Vinasun. Được chưa? Họ muốn sao? Muốn nói rằng, họ muốn truyền tải, họ muốn đưa một thông điệp rằng là họ đang bị sao nào? Đối xử bất công so với Grab. Đúng chưa? Vậy thì mục đích của họ là như vậy. Nhưng các bạn hiểu như thế nào là bất công không? Bạn hiểu, bạn có cho rằng là Vinasun bị đối xử bất công không? Bạn có cho rằng Vinasun bị bất công không? Có không? Ủa đi kêu xe về thì các bạn, thì các bạn có cho rằng Vinasun bị bất công không? Không ạ, à, không ạ, à. Tại sao? Tại vì cái nào không lợi cho người tiêu dùng thì mình dùng thôi ạ. À, thì bạn đứng quan điểm là à, cái nào giờ đi xe sạch sẽ, đúng không, thoải mái mát mẻ hơn thì sao thì mình dùng thôi, đó là quan điểm của bạn. Vậy thì bây giờ như thế nào là bất công? Rồi có ai biết khi Grab ra đời thì Vinasun thua thiệt như thế nào không? Vậy các bạn có hiểu để kinh doanh taxi các bạn cần phải làm gì không? Giờ thầy muốn thành lập hãng taxi thầy phải làm gì? Đó thì thầy nói cho bạn dễ anh dung cho nó nhanh. Giờ thầy muốn thành lập một hãng taxi thầy phải làm gì? Đầu tiên thầy phải đăng ký doanh nghiệp, đúng không? Rồi thầy phải mua xe, thầy phải bỏ tiền ra hoặc thầy vay ngân hàng để thầy mua xe, được chưa? Rồi thầy phải tuyển dụng tài xế, được chưa? Rồi thầy phải trả lương cho tài xế, thầy phải trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tài xế theo quy định, đúng không? Xe chạy quá 5 năm thì sao? Rồi thầy khi chạy xe chạy phải mua bảo hiểm, mà xe chạy quá 5 năm thì phải tiến hành thoái lại thanh lý thì mua xe mới để đáp ứng yêu cầu các tiêu chí về gì? Về gì? Rồi vận tải hành khách, đúng không? Sau 5 năm, 7 năm là phải thanh lý mua xe mới. Đúng chưa? Để đáp ứng yêu cầu về vận tải hành khách. Rồi gì nữa? Rồi thầy phải đóng làm ăn có lời, đúng không? Làm ăn thì thầy phải đóng thuế sao?
tới VAT cho nhà nước 10% này cha. Rồi làm ăn có hiệu quả thì sao? Có lời thì phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước tới 20%, 25%. Rồi trong khi đó nếu Grab thì sao? Grab thì sao? Họ đang thí điểm, thời điểm đó là họ đang thí điểm cho nên họ đang hưởng cái thuế, họ là một doanh người ta lúc đó là bộ cho rằng đó là một doanh nghiệp công nghệ. Cho nên họ chỉ về thuế họ chỉ đóng có mấy phần trăm? 2% thôi, 3% thôi. Mà một 3% tiền thuế thôi. Rồi họ có bỏ tiền mua xe không? Không. Họ có trả lương cho tài xế không? Không. Họ có mua bảo hiểm cho tài xế không? Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tài xế không? Không. Tất cả mọi thứ đều không. Đó, đó là cái sự bất lợi. Thì đã thầy nói ra cho các bạn hình như vậy thì sao? Cái vấn đề của cái sự vấn đề mà của Vinasin người ta muốn truyền tải nó phức tạp hay không hay là không? Cái tình huống mà Vinasin gặp phải nó phức tạp hay là không phức tạp? Nó rất phức tạp đúng không? Để giải thích cho gì? Để giải thích cho cái người tiêu dùng đúng không, hiểu được họ đang gặp bất lợi như thế nào, họ đang gặp khó khăn như thế nào, họ không thể giải thích được qua một cái câu gì, qua một câu slogan đó, một cái câu ngắn như vậy được đó. Thì đó là cái sai lầm của Vinasin khi truyền tải một thông điệp đúng không, nó quá phức tạp, nhắm tới một cái đối tượng sao, khách hàng mà người tiêu dùng lúc đó họ không hề ưa Vinasin một chút nào cả đúng không, không hề ưa các hãng taxi một chút nào cả. Thì các bạn đã từng rồi kêu xe đúng không, à, mùa Tết mà kêu xe đi, kêu taxi đi sao vui không? Hồi xưa bây giờ thầy ở Tân Phú nhưng hồi xưa nhà thầy là ở kế đâu, ở gần sân bay á, ngay trên đường Phổ Quang á, Phổ Quang Tân Bình biết không? Dạ biết. À, mà mỗi lần mà thầy đi, mỗi lần mà thầy đi về thì sao, mà đi về ngày Tết thì sao, Kẹt cứng ngắc. kẹt là một với hai là không tài xế nào chịu chở, nói đi đâu, à, leo xe ngồi nói đi đâu là gì. Cái taxi hồi đó chưa có Grab, leo lên xe ngồi hỏi tài xế hỏi đi về đâu anh, à, đi về Phổ Quang Tân Bình. Những tài xế thẳng tính xin mời anh xuống tôi không chạy, ngắn quá tôi không chạy, nó thẳng vậy luôn á. Còn một sau này im im không nói gì hết, chạy ra hồi chạy ra ngay gần tới cổng Tân Sơn Nhất á, ra tới cổng Tân Sơn Nhất nói anh về đâu để em biết đường em chạy, nói về Phổ Quang Tân Bình, tấp xe vô lề xuống xe đi này chưa. Thì bạn bạn thấy làm sao? Rồi có một số trường hợp khác thầy không nói gì cả, chạy ra rồi thì mới nói à, về tới nó ở Tân Bình thôi, chạy đi một chút nó về Phổ Quang, là ngồi trên xe lầm bầm xin lỗi các bạn, là bài đặt là gọi gọi điện cho người khác là chửi chửi xéo mình á. Vậy thì các bạn có vui vẻ để đi không, cái vui vẻ thì taxi à? Thậm chí là sau đó những bạn mà đi đường xa thì thậm chí còn kéo sao chạy lòng vòng để làm sao nào, Để tăng thêm phí. à, đã tăng thêm cước đúng không? Vậy thì các bạn vui vẻ để bạn bạn có tin tưởng hãng taxi không? Giờ người ta nói và người ta bị cạnh tranh như vậy thì sao? Bạn có hài lòng không? Bạn có sẵn sàng để tiếp thu ý kiến của họ không? Đó. Thì đó là một cái khía cạnh khi các bạn lựa chọn một cái kênh để bạn truyền đi, đúng không? Vậy thì đối với những vấn đề phức tạp quá thì sao? Nói với bạn nam cũng vậy, nói với các bạn nữ cũng vậy. Sau này gây lộn với người yêu, đúng không? Giữa bạn và người yêu có hiểu nhầm. Vậy thì muốn cách nào để giải quyết cái hiểu nhầm đó một cách hiệu quả nhất? Như vô tình chúng ta bạn Chiến chở cô nào đó sau này đi làm trong bệnh viện ha, à, sau này vô tình chở cô đồng nghiệp nào đó để đi đi công việc chẳng hạn, vậy
mà xe sắm mấy chiếc cái thác cao quá, xong ngồi cô đồng nghiệp ngồi sau, ngồi trên bên, rồi mà đôi khi mặc đầm mặc váy ngồi trên bên bên cái ôm eo cái một đi ngang qua gặp cái người yêu chạy phía sau, nhìn thấy biển số xe là hôm nay ôm eo cô nào đó, thì mày giải thích sao chứ, mày giải thích làm sao, nhắn tin giải thích hay sao? Thì đối với những cây như những cái trường hợp như thầy đề cập đó, em sẽ giải thích cái vấn đề đó bằng cách nào, nhắn tin giải thích hay sao? Chắc nhắn tin giải thích anh. Rồi giờ ví dụ bạn khác, bạn nữ khác, nó Thanh Mai, theo em À, thưa thầy, nếu em là bạn chị thì em sẽ dẫn người yêu đến gặp cái cô kia để giải thích luôn ạ, trực tiếp luôn. không thì bạn thầy đang hỏi là nếu trường hợp mà giờ bạn trai của em nhắn tin vô, em đã hiểu tự nhiên hôm nay có một cô bồ nào mới đúng không, phát hiện ra người ta chở cô bồ nào mới rồi anh chàng đó, rồi em giận em nhắn tin em không trả lời điện thoại, xong rồi giờ bạn trai của em nhắn tin giải thích, em chịu không? Dạ không ạ. Không. À, dạ. Đó thì đó là tôi nói một cái ví dụ đơn giản, đó là một cái vấn đề phức tạp của gì, đó là sự phức tạp của vấn đề đúng không, không thể giải thích bằng tin nhắn, không thể giải thích bằng gì, vấn đề phức tạp quá thì rõ ràng là sao, phải có một cách nào đó đúng không, thì có thể là gì, à, hẹn nhau ở một đâu đó thì sao nào để giải thích, à, thậm chí hỏi như bạn Mai nó phải kêu cả cái cô gì cô gì cô đồng nghiệp theo, hoặc là khi quá trình giải thích đó thì bạn Chiến phải chuẩn bị cả thông tin đầy đủ đúng không, à đó đó là đồng nghiệp hôm nay đi đâu đó phải có giấy điều động này đó, phải chuẩn bị đầy đủ hết để giải thích, và việc đó thì phải đòi hỏi sao nào gặp gỡ trực tiếp đúng không, chứ không thể nào sao sử dụng một tin nhắn hay là điện thoại để giải thích được, thì đó là việc các bạn sử dụng một cái gì, cái kênh để cho nào nhiều được không, và đó là những vấn đề sẽ gây gây nhiễu. Ok không? Ok không? Rồi hôm trước các bạn học về 5C, 7C đúng không? Thì đó là những cái ví dụ về gì? Nếu bạn viết sai chính tả, đúng không? Đó thì sao nào? Rồi bạn sử dụng từ ngữ không chính xác thì sao? Ừ. Bạn có thể gây hiểu nhầm cho người khác. Cho nên tiếng Việt là một thứ tiếng có khả năng sao sát thương cực kỳ cao đúng không, ừ. Cái này thiêng liêng không, chỉ mới chat á, thiêng liêng không, ờ vậy có là thiêng liêng, nhưng mà nói mà khi gằn giọng xuống thì sao, giảm mất thiêng liêng. nói mà gằn giọng xuống bực quá mà nói gằn giọng xuống thì sao, thì đó bạn sẽ hình dung nó rất là sao, nếu chỉ cần thay đổi cái tông giọng khẩu Sự điệu ngữ điệu thôi thì sao, nó là nó một nghĩa khác rồi, đó là tiếng Việt này chưa, đó vậy thì các bạn sẽ thấy đó là gì, vậy thì muốn truyền tải một cách chính xác thì sao, thì các bạn phải hiểu gì, các bạn phải hiểu rõ về cái gì, hiểu rõ về cái kênh, cái sơ đồ thông tin này để bạn sử dụng cách thức cho phù hợp này chưa, thì trong cái này có trong tài liệu có đề cập tới đó, ví dụ như người gửi là gì, mã hóa là gì, đúng không, phản hồi là gì, để phản hồi hiệu quả thì như thế nào, à, trực tiếp có tính xây dựng ví dụ vậy, nó đã hiểu nhầm rồi thì cách duy nhất đúng không để giải quyết đó là gặp gỡ trực tiếp và cung cấp các thông tin mang tính chất hữu ích, à, giúp các bạn giải quyết vấn đề đó, hoặc là khi bạn góp ý với người khác thì sao,
thì sao, có tính chất xây dựng. Cho nên bạn sẽ thấy là ở nước ngoài á, thông thường họ sẽ khen trước họ mới chê sau, đúng chưa? Còn ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì sao? Mấy đội bóng đá, mấy đội bóng đá nam á, bóng đá nam sĩ đã World Cup vừa rồi đó, lúc thua sắp mặt thì sao? Thì sao? Báo chí thì sao? À, mấy bạn nam chắc theo dõi chiến với ngoài theo dõi lúc mà thua sắp mặt thì sao, thua liên tục 7-8 trận thì sao? Dạ chê ạ. Nà, chê coi như không còn gì để nói, rồi thắng được Trung Quốc trận thì gì sao? Dạ, khen khen lên tới mây đúng không? Thì đó là vấn đề về vấn đề khi các bạn phản hồi thông tin. Rồi để phản hồi hiệu quả thì phải có cụ thể và phải đưa ra các ví dụ rõ ràng, đúng không? Và phải đúng thời điểm là cái người nhận họ sẵn sàng tiếp nhận cái thông tin đó, họ đang còn giận các bạn thì các bạn có nói kiểu gì đi nữa thì sao? Thì sao nào? Cũng không hiệu quả. Hoặc là các bạn nữ như hôi hàng như chồng nhậu say, đúng không? Nhậu say mà gọi là nhậu say cắm đầu á. Rồi biết nhậu say cắm đầu không Mai? Có chồng rồi đúng không? Có chồng chưa? Dạ em không biết ạ. Bà đã có chồng rồi, biết nhậu say cắm đầu là gì không? Nhung. Dạ sao thầy? Có chồng rồi đúng không? Dạ thầy. Biết nhậu say cắm đầu là gì không? Em thì cũng không biết, nhưng mà em thấy chồng em cũng cắm đầu nhiều. Cắm đầu là đi cái đầu vào trước cửa nhà đó, mà mở cửa vô là đưa đầu vô trước là gọi là cắm đầu đó. Gọi là cắm từ lúc bà nhậu lần thầy không không về được tới nhà. Vậy thì đó lúc say kiểu như vậy thì sao? Góp ý Lô đã chửi được không? Dạ không thầy. À, hiệu quả không? Không hiệu quả, lúc đó không hiệu quả gì hết á thầy ơi. Thì có biết gì đâu mà hiệu quả, đúng không? Cái đó là đợi thôi, chịu đựng kiềm nén. Thì chính vậy thầy mới nói là ok, thì lúc người ta đã không có khả năng tiếp thu, đúng chưa nào? Hoặc là đang quá nóng giận mà bạn cứ đổ thêm dầu vô lửa thì sao? Vì sao? Ăn đòn là chuyện bình thường, đúng không? Được chưa? Cho nên đó là phản hồi thôi, có nghĩa là bạn cũng phải lựa chọn thời điểm sao cho nó phù hợp. Chính xác, quay trở lại vấn đề. Đó. Giống như cái bài cái chuyện họp và ăn vừa nãy đó. Đúng chưa nào? Chuyện họp và ăn. Chuyện họp ăn vừa nãy đó thì khi người ta đưa thông tin. Đó. Thông tin đó thầy hay gọi là thông tin một chiều. Mình muốn trước khi bình luận, đúng không? Trước khi comment gì đó thì mình cố gắng tìm hiểu thông tin khác. Nghĩa là có một tai thì nghe tìm hiểu tốt thông tin còn lại để xem nó như thế nào. Được chưa nào? Thì cái đó người ta là kiểm tra tính chính xác, hợp lệ. Nghĩa là mình xác nhận lại, tìm cách xác nhận lại những thông tin đó nó có chuẩn xác ấy hay không, đúng không? Thì mới phản hồi được, mới chính xác được. Rồi. Cái số 5, tập trung vào những vấn đề mà người nhận có thể kiểm soát. Có nghĩa là sao? Có những vấn đề không thể thay đổi được. Ví dụ như sau này bạn đi làm, trưởng phòng của bạn, trưởng khoa của bạn thì sao nào? Chỉ là người đánh giá cái các bạn đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu mà thôi. Chứ còn việc tăng lương hay giảm lương thì sao? Thì sao nào? Trưởng phòng người ta không quyết định được. Nhưng bạn cứ kèo nhèo trưởng phòng mà đòi tăng lương hoài thì được không? Được không? À không. Vậy bạn có kèo nhèo đi nữa thì vấn đề nó còn không xử lý được. Như vậy thì sao? Những vấn đề nào nằm trong thẩm quyền, nằm trong khả năng giải quyết của người đó thì sao? Họ có khả năng giải quyết được thì sao nào? Thì giải quyết, đúng không? Đó, ví dụ như thầy nói đơn giản cái chuyện chồng ăn nhậu thôi, chồng hay đi nhậu thôi, nhưng vì đó là có thể là gì? Đó là cái công việc, đúng không? Mà bắt buộc làm sao nào? Phải có. Nói xin lỗi các bạn, thầy cũng hồi xưa thầy cũng nhậu cũng dữ lắm, vì làm ăn thì cái chuyện nhậu là chuyện bình thường thôi. Được không nào? Đó. Cho nên sao nào? Thì bây giờ bảo chồng bỏ nhậu thì sao nào? Là vấn đề
vấn đề là sao, có thể xử lý được không? Không nhậu không ra tiền và bỏ nhậu thì sao, được không? Được không? Là không ha. Cho nên đôi khi phụ nữ nó hơi phi lý ở chỗ đó đó, là muốn chồng biết giỏi kiếm tiền rồi muốn sao nào, nói chung là mà muốn chồng giỏi sao ta, hay hay chê chồng, hay ngó chồng người khác, à anh nhà này à, chồng người khác thế này, chồng người khác thế kia, rồi hay hỏi trên mạng là có ông chồng nào mà không biết nhậu nhẹt, không biết có ông chồng nào không biết nhậu nhẹt, rồi có ông chồng nào biết kiếm tiền rồi biết ở nhà với vợ không, biết không? Theo bạn như ông chồng loại đó còn không? À, các bạn nữ, chồng mà không biết nhậu nè, không biết gái gú nè, rồi không biết kiếm tiền nè, rồi biết ở nhà với vợ nè, chồng nó có không? Có không? Không. Có. Chồng thất nghiệp ở nhà đó, là chả đi nhậu đâu hết, đúng không? Chỉ ở nhà thôi, đâu làm gì đâu, ở nhà thôi. Luôn 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 ở nhà, cũng chả nhậu nhẹt gì cả, đâu có gái gú gì nữa đâu. Đó là một ví dụ thôi, cho nên nó đùa thôi. Như vậy thì sao nào, có thể những vấn đề nó nằm ngoài tầm kiểm soát, nằm ngoài khả năng xử lý của cái cá nhân đó, đúng không? Của cái đối tượng xử lý, của phải giải quyết vấn đề đó. Cho nên sao, bạn có góp ý, bạn có trao đổi thì sao, bạn có phản hồi thì cũng sẽ ngoài khả năng giải quyết. Và cái cuối cùng đó là giới hạn số lượng phản hồi tại cùng một thời điểm, có nghĩa là cái gì quan trọng, xác định mức độ ưu tiên, cái gì quan trọng có khả năng xử lý được, đúng không? Phải xử lý trước thì phản hồi trước, còn cái nào sau thì phản hồi sau. Bạn dồn quá nhiều cùng một lúc thì sao? À, cái người tiếp nhận, cái đối tượng tiếp nhận họ sẽ cảm thấy gì sao? Họ sẽ cảm thấy ngợp. Nhìn nhiều thông tin quá, nhiều vấn đề cần phải xử lý quá, họ sẽ cảm thấy ngợp, đúng không? Họ có thể chán nản, họ sẽ mệt mỏi và dẫn đến thay đổi cái thái độ, dẫn đến thay đổi tâm trạng. Được chưa? Đó. Thì những cái này trong slide các bạn có chưa ta? Này trong slide có chưa? Có này. Rồi. Rồi khi lựa chọn kênh truyền thông thì chú ý hai yếu tố. Hai yếu tố này luôn luôn trái ngược nhau. Yếu tố đó là sự phong phú của thông tin và khả năng xử lý dữ liệu. Dữ liệu mà nhiều thì sự phong phú của thông tin thấp và ngược lại. Có nghĩa là sao? Nghĩa là khi bạn đọc một cái báo cáo toàn số liệu không thì sao nào? Thì sao? Đọc một cái báo cáo toàn số liệu không thì sao? Thì nó sẽ đem cho bạn rất nhiều dữ liệu, rất nhiều thông tin cần thiết, nhưng rất là chán. Rất là chán. Sự phong phú thông tin ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là khi bạn có một thông tin này thì bạn sẽ có thêm những, nó làm phong phú thêm cái sự hiểu biết của bạn, nó giúp các bạn có thêm những cái thông tin khác, có thêm giúp những suy đoán khác, có giúp các bạn có thêm những cái kết luận khác, thì cái đó là sự phong phú của thông tin. Khi đọc một cái báo cáo số liệu, đúng không, giống như đọc báo cáo về ca tử vong, về cái số liệu COVID hàng ngày, bao nhiêu ca nhiễm, đúng không, bao nhiêu ca mắc mới ở các tỉnh thành đó, rồi bao nhiêu ca khỏi bệnh, bao nhiêu ca trở nặng, bao nhiêu ca tử vong, ví dụ vậy, thì nó giúp các bạn có thông tin thôi. Nhưng mà ngày nào cũng đọc thì sao, thì rất là chán, được chưa, thì nó rất là chán đó. Và ngược lại, khi hai người yêu nhau, đúng không, ngồi nói chuyện với nhau cả đêm, từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ, từ 8 giờ tối tới 8 giờ sáng luôn, nhắn tin nói chuyện với nhau cả đêm,
rồi hoặc là bóp điện thoại, đôi khi đứng đứng không thôi, rồi đi qua đi lại trong nhà, đi qua trong phòng, đi tới đi lui từ sao từ 9 giờ sáng tới 2 giờ, 9 giờ tối tới 2 giờ sáng, để kể với nhau về gì, một cái bộ phim đã xem. Vậy thì khi các bạn nói chuyện với nhau về một buổi bộ phim đã xem thì nó có dữ liệu gì mới không? Không. Nhưng mà sao? Nhưng qua những buổi trò chuyện kiểu như vậy thì sao nào? Bạn mới hiểu biết thêm về cái người đúng không? Ví dụ như anh chàng nó đang đeo đuổi các bạn ví dụ vậy, thì anh ta sẽ có những đặc tính nào, ta những tính cách nào đúng không? Và quan điểm thái độ anh ta làm sao ví dụ vậy. Thì cái đó người ta gọi là khi nói chuyện đúng như là tám trên trời dưới đất gì đó, những chuyện nó sao một bộ phim đã xem, một vấn đề đã xảy ra đó, thì nó không giúp các bạn có thêm thông tin mới, không giúp các bạn có thêm xin lỗi, không giúp các bạn có thêm dữ liệu mới, nhưng mà nó giúp các bạn hiểu thêm rất nhiều vấn đề khác, thì cái đó người ta gọi là sự phong phú của thông tin. Như vậy thì chú ý rằng là gì, một cái kênh truyền thông thì nó sẽ có hai yếu tố. Nếu nó tải dữ liệu thì nó sẽ không làm phong phú thêm thông tin, và ngược lại nếu phong phú thông tin thì nó không có thêm nhiều dữ liệu. Vậy thì sao? Vậy thì để cái này giúp các bạn khi các bạn lựa chọn một cái kênh nào đó, ví dụ như khi bạn viết hay khi bạn nói thì sao nào? Nói thì nên tập trung chính vào một vấn đề thôi đúng không? Đó. Rồi có thể sao triển khai nó rộng ra các yếu tố khác. Rồi, hết vấn đề này sẽ nói tới vấn đề khác. Chỉ nói quá nhiều của vấn đề cùng một lúc thì sao? Không được. Ok. À, đây là kênh. Kênh truyền thông. Trong một tổ chức thì kênh được chia làm hai loại: kênh chính thức và không chính thức. Kênh chính thức là theo chuỗi mệnh lệnh, cái này học trong bài sơ đồ tổ chức rồi đúng không, được xác định bởi quyền hạn trong một tổ chức, nó thường truyền tải các thông điệp liên quan đến các hoạt động chuyên môn của tổ chức đó. Và phân loại khác đó là kênh không chính thức, đó là kênh tự phát giữa các cá nhân với nhau, và nội dung của kênh này thường truyền tải các thông điệp mang tính chất cá nhân hoặc là tính chất của xã hội. Được chưa? Đó. Thì trên màn hình của bạn thì formal nó là kênh chính thức, informal là kênh không chính thức, internal đó là truyền thông nội bộ, external là truyền thông bên ngoài. Truyền thông thì chúng ta sẽ thấy cái đó truyền thông nội bộ đúng không, mà chính thức đó là truyền thông giữa các thành viên đúng không, trong một cái công ty theo chuỗi mà là ví dụ cấp trên ra lệnh cho cấp dưới phản hồi cái yêu cầu lên cấp trên, thì cái đó người ta gọi là truyền thông chính. Nếu nó và những vấn đề đó liên quan tới công việc thì cái đó người ta gọi là truyền thông chính thức. Còn các bạn tám với nhau đúng không, về về năm nay lì xì được nhiều đúng không, đi chơi những đâu, và có những phim nào đang chiếu ở rạp trong dịp Tết ví dụ vậy, thì đó là những vấn đề về về xã hội. Và những kênh các bạn đang truyền thông đó là bạn trao đổi trực tiếp với nhau đúng không? Đó, hoặc các bạn có thể nói, mặc dù người bạn đó có thể là sếp của các bạn, nhưng mà khi nói với nhau về những nội dung như vậy thì đúng không, nó không liên quan gì tới công việc thì được gọi là truyền thông gì, không chính thức. Hay một cách khác giúp dễ dễ hiểu hơn đó. Theo sơ đồ tổ chức là truyền thông chính thức. Được chưa? Còn truyền thông giữa các thành viên khác trong tổ chức, đúng không? Nó không liên quan tới công việc của tổ chức thì gọi là truyền thông không chính thức. Rồi, phân loại khác thì kênh ở trên xuống, người ta là downward communication, kênh ở trên xuống. Upward là kênh từ dưới lên và lateral là kênh truyền thông ngang, ngang hàng. Kênh từ trên xuống, đúng không? Là dùng để gây ảnh hưởng đó, ví dụ như là khi lãnh đạo người ta đưa ra các cái quyết sách về mặt chiến lược, về mục tiêu phát triển của chức, về hướng dẫn thực hiện công việc, về chính sách, về phản hồi cái kết quả đúng không, các yêu cầu công việc đối với nhân viên cấp dưới. Còn đối với nhân cấp dưới thì sao?
đối với những cấp dưới thì truyền thông lên trên Upwork thì nhằm mục đích để thông tin các vấn đề, đúng không, các vấn đề mà các bạn gặp phải khi giải quyết, khi xử lý công việc, các cái kết quả mà các bạn đã đạt được, các cái đề nghị, đúng không, để dùng đề nghị tăng lương, đề nghị giảm giờ làm gì đó lên cấp trên, rồi nêu ra các câu hỏi, nêu ra cái yêu cầu, đúng không, liên quan tới công việc, liên quan tới cá nhân. Còn các kênh ngân hàng thông thường đó là các cái kênh liên quan tới về mạng, là hỗ trợ nhau giải quyết vấn đề, đúng không, trao đổi nhau theo nhu cầu, rồi hỗ trợ lẫn nhau và trong công việc thì các bạn sử dụng kênh ngang, đó là trong phân loại. Đó. Màu tím trên màn hình của bạn, màu tím đó, là kênh từ trên xuống, là thấy chưa, theo cấp bậc gì, quản trị là từ sau chủ tịch xuống tới gì, trưởng phòng, trưởng phòng mới xuống gì, sub, đúng không, tới giám sát, giám sát mới tới gì, mới tới gì, mới tới nhân viên. Thì cho bạn ngược lại, từ nhân viên thì sao, là nhân viên phản hồi lên cho cấp trên trực tiếp của mình, và nhân viên phản hồi cách cho cái tên trực tiếp của mình, kênh từ dưới lên, và kênh ngang hàng, giao tiếp ngang hàng trong cùng một bộ một phận. Chính vì vậy thì hôm trước chúng ta đã đề cập tới đó, gửi email khi nào tu, khi nào CC, khi nào BCC chưa? Hôm trước có nói rồi đúng không? Hôm trước có nói rồi không các bạn? Hôm trước có nói là khi nào tu, khi nào CC, khi nào BCC chứ các bạn ơi, khi gửi email á. Hello. Hello. Dạ nghe thầy ơi. Hôm trước có đề cập tới vấn đề gửi email chưa, khi nào tu, khi nào CC và khi nào BCC chưa? Ờ, dạ rồi ạ. Ok, thì đó, nó phải theo sơ đồ trước đó là vậy. Được chưa? Ví dụ như giữa nhân viên sales staff với là nhân viên copier thì sao? Khi bạn giải quyết công việc thì bạn làm gì? Tu, đúng không? Mà khi ngoài thẩm quyền của bạn thì sao? Bạn phải làm gì? Khi nào CC cho cấp trên? Đây, giữa sales staff với lại hôm nay giải quyết việc nhau thì sẽ là gì? Sẽ là tu, đúng không? Được chưa? Giữa ông supervisor này thì sao? Với ông supervisor này liên hệ với nhau giữa công việc thì gửi email thường là gì? Thường là tu, đúng không? Trực tiếp với nhau. Rồi những vấn đề bắt đầu nằm ngoài thẩm quyền, muốn báo cáo cho cấp trên thì sao? Thì sao? CC. À, CC cho gì? CC cho manager, đúng không? Rồi có thể CC cho manager này luôn. Đúng chưa? Đó. CC cho manager này luôn. Rồi. Đúng chưa? Rồi hai manager này thấy cần phải can thiệp với nhau thì sao? À, thì có thể chỉ đạo trực tiếp nhân viên của mình, chỉ đạo trực tiếp nhân viên của mình, hoặc là sao? Trao đổi với nhau để xử lý vấn đề. Thì đó là các cái kênh truyền thông trong một tổ chức. Còn BCC là thông thường là gì? Gửi một cái thông điệp, đúng không? Mà không biết gửi cho bao nhiêu người, ví dụ như chủ tịch. Sao? Muốn tăng tiền thưởng, đúng không? Muốn khuyến khích nhân viên, thì họ gửi một email, đúng không? Họ BCC cho tất cả gì? Hoặc là nhắc nhở, ví dụ nhân viên làm việc không có tập trung, mất tập trung trong công việc, không nghiêm túc trong công việc, thì họ không biết cụ thể là ai, thì họ sao? Có thể tu cho toàn bộ tổ chức, hoặc là sao? CC cho tất cả mọi, BCC cho tất cả mọi người, để cho các bạn. Đó. Thì đó là đều sử dụng theo các kênh truyền thông. Và cái này là các bạn... Cái này là cụ thể hơn và các kênh truyền thông. Đó, kênh từ ở trên xuống thì nhằm chủ yếu là hướng dẫn job related instruction, có nhằm hướng dẫn công việc, rồi thông báo các chính sách của tổ chức, phản hồi về các cái kết quả làm việc của các bạn, rồi các cái quy trình, các thủ tục, các cái quy định, các mục tiêu, các cái lợi ích và các khả năng phát triển của tổ chức trong tương lai. Đó, thì đó là thông tin lãnh đạo xuống cấp, từ
xuống cấp dưới. Còn cái company publication đó là các gì? Đó là cái ấn phẩm, đó là cái kênh đó, họ ta in thành mỗi cuốn ấn phẩm của tổ chức, đúng không? Ví dụ như đi làm ở các tổ chức lớn thì mỗi năm họ đều có một cái cuốn gọi là cuốn mỗi cuốn sản phẩm của tổ chức đó, thông báo cái thông điệp của tổ chức, dù thông điệp của tổng giám đốc, thông điệp của lãnh đạo, đúng không, trong năm mới nó như thế nào. Có thể là các bản thông báo, đúng không, bulletin board là các bản thông báo, các fanpage poster đó là các cái tờ rơi, đúng không, họ có thể truyền tải một thông điệp nào đó tới, hoặc là một cái màn hình chạy chữ đó, rồi các báo cáo hàng năm, hàng quý, hàng tháng, rồi các buổi hội thảo, họ có thể phỏng vấn trực tiếp những nhân viên interview đó. Rồi Redfin là gì biết không? Redfin này nè, tin đồn thầy. Rồi tin đồn là gì Nhi? Dạ tin đồn là một tin truyền, là người này truyền qua người khác nhưng mà không đúng sự thật đó thầy. Chào. Thì em nghĩ là truyền một số người thì truyền đúng sự thật, còn một số người truyền sai sự thật đó thầy. Tin đồn thường là đúng sự thật. Nói đùa thôi, tin đồn là thông tin nó không rõ ràng, được chưa? Nó ảnh hưởng, nó làm tạo ra sự lo lắng cho người khác, nhưng mà mức độ chính xác của nó thì đáng ngạc nhiên. Giống như mùa Covid đúng không? Cứ đồn rằng là sao? Đồn rằng không có phong tỏa đâu là phong tỏa, đúng không? Đồn rằng không đóng cửa đâu là đóng cửa, đúng không? Ví dụ là cái đồn thôi. Nhưng mà tại sao tin đồn lại dùng trong cái sử dụng tin đồn nó được dùng trong từ cấp trên xuống cấp dưới, biết không? Cho nên người ta nói phao tin đồn đó là một nghệ thuật đó. Thì các nhà quản trị họ sử dụng tin đồn như thế này. Khi muốn đưa ra một thông điệp chính thức nào đó, tin đồn là một thông điệp không chính thức, được chưa? Nó sẽ gây ảnh hưởng tới những người tiếp nhận thông tin đó, nó sẽ tác động những người tiếp nhận thông tin đó, và mức độ chính xác của nó thường là đáng ngạc nhiên, nó không chính thức nha. Ví dụ thầy nói đơn giản là bây giờ thầy muốn cắt giảm lương của các bạn thì sao? Nếu thầy muốn, thầy đang dự tính rằng là thầy sẽ cắt giảm lương của tất cả các bạn, nhưng nếu thầy ra quyết định ngay lập tức, ra thầy công bố rằng là thầy sẽ cắt giảm các bạn lương của các bạn 30% lương các bạn, thì chuyện gì sẽ ra? Nội bộ xào xáo. Nội bộ xào xáo, các bạn có thể phản ứng dữ dội, các bạn có thể biểu tình, các bạn có thể bãi công, đúng không? Và những chuyện đó thì thầy hoàn toàn thầy không lường trước được. Mà nếu đã ban có hành chính quyết định chính thức rồi thì sao? Nếu mà nhân viên người ta biểu tình, người ta bãi công chẳng hạn như vậy, đúng không, người ta lãng công, người ta bãi công hoặc người ta xin nghỉ việc, thì vấn đề thầy đi xử lý hậu quả đó thì sao nào? Nó sẽ rất là mệt, đúng không? Bây giờ bằng cách nào đó thì sẽ đo lường được cái phản ứng của bạn khi các bạn nghe tin cắt giảm lương, thì thầy sẽ vào tin đồn, đồn rằng thôi, sắp tới sẽ cắt giảm lương. Thì đồn rằng sắp tới sẽ cắt giảm lương đó là một thông tin nó không chính thức, vì chả có ai nói cả, thầy lãnh đạo không nói, sếp không nói, đúng không? Mà tự nhiên có một ai đó nói rằng là nghe đồn rằng là, tao nghe rằng là sắp tới sẽ có sao nào? Sẽ cắt giảm lương, thì chuyện gì xảy ra? Thì lúc đó các bạn là người tiếp nhận những thông tin đó mà thông tin không chính xác, cho nên các bạn sẽ có những phản ứng khác nhau, đúng không? Những bạn hiểu rằng là gì? Chuyện làm ăn không được, đúng không? Kinh doanh kém hiệu quả, không có bệnh nhân thì cắt giảm lương là chuyện bình thường. Thì nhưng được không? Còn một số người khác làm sao? Họ sẽ nhảy nảy lên, bây giờ mà không giảm lương thì sao? Nghỉ đi kiếm chỗ khác. Thì sao?
Vậy thì lúc đó thầy sẽ lắng nghe, thầy sẽ quan sát cái thái độ của bạn, đúng không? Khi các bạn tiếp nhận thông tin đó, nếu số lượng người mà hiểu, đúng không, vấn đề cắt giảm lương là chuyện tất yếu, là chuyện đương nhiên, và phản ứng rất là bình tĩnh với chuyện đó thì sao? Thì sao? Nếu các bạn phản ứng bình tĩnh với những cái câu chuyện đó, bạn hiểu rõ vấn đề, à chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ bị cắt giảm lương, đúng không? Không hôm nay thì ngày mai, không tháng này thì tháng kia, bởi vì tình hình kinh doanh, tình hình làm ăn hay là nó không được tốt thì sao? Thì các bạn sẽ được, sẽ có quyết định cắt giảm lương đó. Còn nếu ngược lại, nếu các bạn phản ứng quá mức thì sao? Thì sao? À, thầy sẽ phải cân nhắc về chuyện đó, được chưa? Cho nên thông thường các nhà quản trị họ sử dụng tin đồn nhằm mục đích gì? Tìm kiếm thông tin phản hồi, đúng không? Về một vấn đề nó mang tính chất nhạy cảm nào đó, được chưa nào? Để trước khi đưa ra quyết định chính thức. Vậy tại sao tin đồn nó lại sao được sử dụng trong kênh ngang? Nè, tin đồn nó là được sử dụng trong kênh ngang. Ta sẽ tin đồn là sử dụng trong kênh ngang. Vì nhắc lại, tin đồn đó nó sẽ gây sự tò mò, đúng không? Và nó sẽ, vì nó tác động tới cái gì? Tới cái quyền lợi, tới cái lợi ích của các bạn. Cho nên nó sẽ gây ra sự lo lắng của các bạn. Chính vì vậy thì sao? Một bạn nghe được thì sao nào? Sẽ nhanh chóng lan truyền cho người khác. Hay là một tâm lý của con người nói chung, muốn rằng mình luôn luôn là người sao? Muốn rằng mình luôn luôn là người sao? Truyền thông tin, đúng không? Biết thông tin sớm hơn những người khác. Ở trong cái tháp nhu cầu rồi đó. Đó là một cái đặc điểm thôi. Cho nên thông thường là có một thông tin nào ảnh hưởng tới mình, đúng không? Và bạn muốn là người sao? Bạn lo lắng thì bạn sẽ truyền thông tin đó sớm, đúng không? Bạn sẽ truyền thông tin đó đi. Hoặc là bạn muốn sao chứng tỏ mà mình là người biết nhiều hơn những người khác thì bạn sẽ truyền nó đi. Chính vì vậy sao khi cấp trên người ta sử dụng kỹ thuật, người ta phao tin đồn, thì tin đồn sẽ lan rất nhanh trong tổ chức theo chiều ngang đó, chỉ cần một tin nhắn thôi đó, hoặc qua mạng xã hội thôi, thì nó đi rất là nhanh, được chưa nào? Mà giờ đã lên mạng xã hội rồi thì sao? Thì sao? Khó chữa đó. Thì trên màn hình của thầy khoanh lại đó, thì những cái hình ô vuông nằm ở dưới thì đó là các kênh hay là gọi là phương tiện truyền thông được áp dụng, được chưa nào? Còn khúc ở trên thì đó là cái mục đích khi người ta sử dụng cái kênh từ trên xuống hay kênh từ dưới lên nó như thế nào, được chưa nào? Hay kênh ngang nó như thế nào, thì các nội dung ở phía trên thì đó là mục đích sử dụng, và các cái phần đóng khung ở dưới thì đó là các cái kênh sẽ được sử dụng. Ví dụ ở dưới lên nó sẽ liên quan tới các vấn đề phát sinh khi giải quyết một công việc, liên quan tới cảm xúc, liên quan tới các ý tưởng, liên quan tới thái độ, liên quan tới động cơ, động lực, liên quan tới phản hồi về mặt chính sách, rồi đề nghị thay đổi các chính sách hiện hành, hoặc là thay đổi cơ chế hiện hành. Đó là yêu cầu của cấp dưới, cấp trên, được chưa? Thì cái kênh có thể sử dụng đó là gì? Relevant procedure, nghĩa là cái cơ chế phản hồi mà được quyết định bởi tổ chức. Có thể thông qua các cuộc gặp trực tiếp face to face, được chưa? Có thể bằng các cái báo cáo,
bằng lời nói hoặc văn bản, kết thân bằng email, hoặc có thể đặt câu hỏi cho lãnh đạo. Được chưa? Rồi đối với các cái kênh ngang, horizontal hoặc lateral đó, thì nhằm thường nó liên quan các vấn đề về xã hội, phối hợp các hoạt động hoặc là giải quyết các vấn đề. Kênh thường trao đổi đó là giao tiếp face to face, nghĩa là giao tiếp trực tiếp. Small group là trao đổi nhóm nhỏ thông qua các phương tiện điện tử, đúng không? Và thông qua tin đồn, được chưa? Rồi trong các slide kế tiếp đó thì hướng dẫn các bạn cách là ví dụ như là sử dụng kênh như thế nào cho nó có hiệu quả. Ví dụ như khi bạn làm sếp, bạn muốn truyền thông điệp xuống dưới thì sao? Bạn sẽ phải lựa chọn kênh truyền thông như thế nào đó cho nó phù hợp. Rồi nó phải phụ thuộc vào, ví dụ bạn muốn nhanh thì sử dụng kênh nào, muốn rõ ràng thì sử dụng kênh nào. Khi bạn muốn ra lệnh cho cấp dưới và muốn nhanh thì kênh nào là nhanh nhất? Theo các bạn, giờ bạn làm sếp, bạn muốn ra lệnh cho nhân viên cấp dưới thì kênh nào là nhanh nhất? Chào. Châu, theo em. Hello. Dạ, em nghe thầy. Nếu em là sếp, em muốn là cho nhân viên cấp dưới nhanh nhất thì sử dụng kênh nào? Giờ đang cấp trên đang làm việc, giờ tự nhiên buồn ngủ quá cần ly cà phê. Và muốn ra là như cấp dưới đi mua cà phê thì làm kênh nào nhanh nhất, sử dụng kênh nào là nhanh nhất? Dạ thưa em, là truyền miệng. À, gọi điện, chính xác, truyền miệng, gọi điện thoại nói ngay, ê đi mua giùm tôi ly cà phê, nhân viên đi không, đi ngay đúng không? Giờ muốn sự rõ ràng thì kênh nào? Hòa, ra là mà sợ nhân viên nó quên, nó bảo nó không làm, giờ muốn chắc ăn thì sử dụng kênh nào? Theo em. Lời nói gió bay, bút xa thì gà chết. Cho nên muốn rõ ràng mọi vấn đề thì bằng văn bản, được chưa? Rồi chú ý thái độ của người tham gia vào quá trình giao tiếp. Những vấn đề nó mang tính chất sao ảnh hưởng chung, ảnh hưởng tới quyền lợi của nhiều người thì sao? Nói chung đụng chạm cái gì đụng chạm tới quyền lợi thì sao? Nhưng mà bây giờ thầy nói là giờ thầy quyết định sa thải 50% số lượng nhân viên, quyết định sa thải, đúng không? Giờ các bạn ngồi đây, lớp chúng ta giờ có 10, 11, 12 bạn. Bây giờ thầy muốn cho nửa lớp nghỉ việc, mà giờ chưa biết ai, thì vì việc nghỉ việc thì các bạn nó có ảnh hưởng tới các bạn không? Có, đúng không? Ảnh hưởng nghiêm trọng. Như vậy thì thầy ban hành văn bản hay là thầy phát qua thì thông báo vậy ổn không? Thì cách nào là phù hợp đó, thì trên cái vấn đề về việc sa thải đó thì thông thường sẽ gặp gỡ từng người một, trao đổi, nói chuyện trước, đúng không? Để lắng nghe tâm tư nguyện vọng xong xuôi mới đâu quyết định được, chứ không phải là gì, chứ không phải là chỉ đơn giản là phát hành cái thông báo là xong. Ok đó. Rồi và cũng tương tự ở dưới lên, đúng không? Thì muốn
muốn ở dưới lên mà hiệu quả thì đầu tiên hết là phải có khả năng trình bày thông điệp, đúng không? Rồi cái phản hồi của thông điệp đó nó tích cực hay là tiêu cực. Sau này học tới soạn thảo văn thư, các bạn sẽ thấy chú ý vào vấn đề khi bạn soạn thảo tờ trình đó. Thì nó có vấn đề gì? Khi bạn soạn thảo tờ trình, bạn đề xuất một cái nguyện vọng lên cấp trên, ví dụ bạn muốn cấp trên tăng thêm tiền ăn trưa cho các bạn thì sao? Thì bạn phải nêu bật được cái gì? Tính hữu ích hay là cái mức độ tích cực của thông điệp đó, ăn ví dụ như vậy của gì? Của việc ăn trưa, tăng tiền ăn trưa đó đối với gì? Đối với công ty, đối với tổ chức, đúng không? Thì sao nào? Thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó. Rồi khả năng trình bày của bạn. Mà một đặc điểm nữa là nó phải phụ thuộc vào cái bản chất mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên. Dù cấp trên là người lắng nghe thì sao? Cấp trên là người cầu thị thì sao? Họ sẽ quan tâm, họ sẽ thay đổi, họ sẽ sửa đổi. Còn nếu họ không quan tâm thì sao? Bạn có trình bày bao nhiêu đi nữa thì sao? Nó cũng sẽ kém hiểu hiệu quả, được chưa? Nó tương tự. Là kênh nghe. Kênh nghe là kênh cực kỳ phức tạp. Đó. Giao tiếp phi ngôn ngữ là giao tiếp làm sao? Nào Kim Cúc, theo em hiểu giao tiếp phi ngôn ngữ là giao tiếp làm sao? Là không dùng lời nói hả này? Ừ, không dùng lời nói là dùng gì? Cử chỉ. Là nét mặt, điệu bộ, cử. Ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ hình thể. À, ngôn ngữ hình thể, body language. Này cha. Nhưng cho nên sau này gặp chăm sóc khách hàng á, mà dạy cười dễ khó. Trên mặt của bạn có bao nhiêu cái cơ? Thấy không? Trên mặt là có 96 cái cơ. Khi bạn cười thì nó 96 cái cơ trên mặt của bạn thì nó biểu hiện hết. Trên mặt cười kiểu nhếch mép thì sao? Khúc dưới nó cử động thôi, khúc trên thì sao? Khúc trên sao? Cười nhếch mép, khúc dưới nó cử động, như khúc trên thì sao? Nó không thay đổi, đúng không? Hoặc là ánh mắt của bạn nó không khớp với gì? Không khớp với nụ cười. Đó. Cho nên đôi khi cười không là người ta cho rằng là sao nào? Trong nó đều đẻo, trong nó giả tạo sao đó, ví dụ vậy. Thì cái đó cũng phải tập đó các bạn nha. Rồi cách đứng, đúng không? Biết đứng sau này đứng thuyết trình là đứng sao, biết không? Thấy MC hay đứng mà khăn tay trước ngực thì sao? Thấy bạn khăn tay trước ngực thì sao? Ừ. Nếu đứng khăn tay trước ngực thì thấy bạn ổn không? Còn đứng trình bày thì sao? Để dạy online nó có dở chỗ đó đó. Nhưng hôm nãy giờ bắt bạn Hòa đứng lên. Ngực tấn công, mông phòng thủ. Nghĩa là đứng hơi ưỡn ngực ra phía trước, mặt ngửa lên trời. Nếu mà đừng ngửa quá, ngửa về vừa thôi. Nhìn vào người cẩn. Mình trình bày. Này chưa? Chân rộng bằng vai. Này chưa? Tay thì sao? Buông lỏng hay là co lên? Tay thì không được thả lỏng, được chưa? Mà phải sao? Cũng không là có bó lại với nhau, như một số MC đứng là hay bó tay, trình phần tay trước ngực cũng được, mà bó tay xuống dưới cũng được, mà nên sao?
nên sao? Nên co lại giữ ngang gì? Giữ ngang thân nè. Ở cái không gian phía trước mặt của bạn chừng khoảng cỡ 40cm vuông trước mặt, trước trán thì sao? Đó là không gian múa tay múa chân gì nằm trong không gian đó thôi, vung quá thì cũng không được. Này cha. Rồi phía giao tiếp phương tử ngoài, ngoài cái như bạn Nhung nói đó là ngoài cái body language đó ra thì còn yếu tố gì nữa? Biết không? Yếu tố khoảng cách. Đúng không? Đứng gần quá thì cũng không ổn, đứng xa quá thì cũng sao? Không ổn. Đứng gần quá thì sao? Gặp người lạ lạ, sau này bệnh nhân tới nó nói chuyện nó sát sát lại gần thì sao? Sao Nhung? Nhung. Đi làm rồi đó, gặp thì gặp bệnh nhân nó nói chuyện nó sát sát lại gần thì sao? Nói chung mình gọi là sao ta? Nói chung mình đã biết như vậy thì mình có hành động, một là nói chung là thường giống như vị trí đó mình đứng và làm cho người ta sắp xếp, mình có thể đổi tư thế hoặc là nó có giống như nó có những cái tư thế bắt buộc khi mà thầy ngồi đo huyết áp á thầy. Thì đúng rồi, bắt buộc người ta phải đưa cái này, gọi là cái đó là khéo léo. À, và yêu cầu đúng không? Mình đưa bệnh nhân ngồi, mình ngồi vuông góc với họ chứ đừng có mặt đối mặt đúng không? Ví dụ vậy thì đó là các học đã được học đúng không? Thì đó là vậy thôi, còn khi nói với chuyện thì mình nên có một khoảng cách như thế nào phù hợp, chưa quen chưa biết rồi được sắp lại gần, đặc biệt Covid nữa nghe thì ớn mình chết đúng không. Rồi sao nữa? Chiến yếu tố về khoảng cách không gian và thời gian đúng không. Mới quen một cô bạn xong rủ đi uống cà phê mà chỗ tối rồi không. Chiến ơi dạ thầy, giờ mới quen cô bạn gái đúng không, xong rủ trên đường về tiện ghé quán cà phê mà nó hơi tối thì ổn không? Dạ không ơi. Tại sao không? Bình thường nó bao giờ trên đường nó không còn quán nào sáng hơn giờ sao? Thì đó ok thì... là nhân không hẹn nữa. Tốt nhất là đừng rủ nữa. Ok thì đằng nào mua ly nước hay mua ly trà sữa, kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện chứ đừng dắt vào cà phê tối. Dắt vô thì người ta hiểu nhầm chết. Thì đó là dạng giao tiếp phi ngôn ngữ ha. Nghĩa là ngoài cái body language các bạn ra thì nó còn yếu tố về khoảng cách đúng không, yếu tố về gì, về không gian này chưa, về thời gian, rồi nó phụ thuộc vào cái chất giọng của bạn nữa, nó tốc độ nói đúng chưa, rồi tông nói, giọng nói, tất cả kiểu đó. Thôi thì bài này chỉ đơn giản là tới đây. Rồi tí xíu nữa thì sẽ gửi cho một cái các case study có liên quan tới chương số 3, liên quan vào việc sử dụng các kênh truyền thông. Rồi các nhóm sẽ làm và hôm sau chúng ta sẽ sửa bài này. Những bài này có thể bài thi nha. Rồi buổi hôm sau thì chúng ta bắt đầu học vào những nội dung khó hơn. Đi thi á, như tổ chức cuộc họp, tổ chức chuyến đi công tác và vấn đề về lưu trữ, sắp xếp hồ sơ tài liệu, thì đó là những nội dung học kế tiếp. Như vậy thì đi học cần chú ý hơn, được chưa? Rồi vấn đề về lưu trữ thì thầy sẽ gửi trước khá nhiều bài tập cho các bạn. Rồi để xem tình hình sao. Bây giờ không học trực tiếp, không học online, được, ok thì sẽ cho bài tập. Thì chịu khó hơn tí xíu. Được chưa các bạn ơi? Được chưa? Rồi, nhắc lại là chúng ta sẽ có 3 cái tình huống, 3-4 tình huống. Rồi các nhóm sẽ chia nhau thảo luận. Đúng không? Rồi hôm sau chúng ta sẽ xử lý tình huống này. Xử lý cái tình huống của bài truyền thông. Rồi chúng ta sẽ đi học vào những cái bài quan trọng. Tuần sau chúng ta sẽ học bài tổ chức cuộc họp. Đó. Thì thầy sẽ nêu chủ đề trước, rồi các bạn sẽ nghiên cứu để chuẩn bị. Rồi
sau đó là bài tổ chức chuyến đi công tác, bài bài lưu trữ hồ sơ trước, rồi bài tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo. Đó là những bài mà chúng ta sẽ gọi bài chú ý, đó là những bài thi. Rồi bữa học này thì nghỉ sớm chút. Rồi năm mới vui vẻ. À, có ai phát tài phát tướng gì chưa? Dạ. Rồi vậy ha. Rồi thứ ba tuần sau gặp lại. Dạ em chào thầy. Rồi chào các bạn. Dạ chào thầy ạ. Rồi. Em chào thầy ạ. Chào thầy.
客串，别太潦草，值得生蚝要蘸个酱料，悄悄唠叨叨，随便瞧瞧你凑的热闹，听吧你做个记号，紧抓你书包，别四处招摇，有人迷途知否，
师父再见。
否喜欢喝的茶叫做乌龙，亦不爱穿中国风。无论是炎夏或寒冬，我都很向往山门外的天空。还在南方等我下山的我的人叫小鹿。我独守一世太极拳，右手一剑刺身前，早退这招叫清泉，破星空飞燕。我洗尽一马力破天，一身真气荡人间，除暴安良我心愿，老师傅再见。心。
Just